Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, việc một số kẻ cho rằng công nhận Việt Nam Cộng Hòa để có tính thủ đắc liên tục với hai quần đảo là Hoàng Sa và Trường Sa, công nhận 74 tên lính ngụy chết ở Hoàng Sa 1974 để hòa hợp dân tộc, chẳng qua chỉ là luận điệu mang trá hồng đánh cháo khái niệm về độc lập chủ quyền của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Hồng đòi cạo lông rửa mặt cho đám bù nhìn tay sai phản quốc ngụy tặc Sài Gòn đó thôi hãy tỉnh mộng đi còn lâu mới lừa được nhân dân Việt Nam anh hùng. Chống diễn biến hòa bình giới thiệu đến các bạn bài viết Lợi dụng hòa hợp dân tộc để đòi công nhận tri ân Ngụy Sài Gòn của lão chăn bò Dương Vương Kinh. Trong những năm gần đây, trên không dân mạng xuất hiện phong trào rửa mặt cho Ngụy Chúng cho rằng công nhận Việt Nam Cộng Hòa để có tính thủ đắc liên tục với hai quần đảo là Hoàng Sa và Trường Sa công nhận 74 tử sĩ Hoàng Sa năm 1974 để có tính kế thừa và rằng làm thế là để hòa hợp dân tộc. Thậm chí có nhiều người xem 74 lính ngụy Sài Gòn chết ở Hoàng Sa 1974 như anh hùng dân tộc đòi thờ chung với 64 chiến sĩ anh hùng của quân đội nhân dân Việt Nam, những người đã nắm tay nhau tạo nên vòng tròn bất tử, những người con ưu tú của tổ quốc đã anh dũng hy sinh tại Gạt Ma năm 1988. Tôi có ý kiến như sau. Thành phần động cơ mục đích của chúng, tuyệt đại đa số những kẻ đòi tôn thờ 74 lính nguyện Sài Gòn chết trận ở Hoàng Sa năm 1974 là những thành phần tàn dư của chế độ cũ, hiện lăn lưu vong ở Hải ngoại. Con cháu của họ, điều này thực sự rất dễ hiểu khi mà bạn bè và con cháu thì rửa mặt cho chiến hữu và cha ông âu cũng là chuyện bình thường. Việc họ xây dựng tượng đài và tôn vinh ở bên ngoài biên giới Việt Nam Do đó chúng ta chẳng cần quan tâm đến đám chó ghẻ sủa trăng rằm mà làm gì. Cái đáng nói ở đây là nhiều người trong nước nhân danh yêu nước thương nòi nhưng vô tình hay hữu ý đã bị đám Việt Tân VHK lợi dụng dẫn dắt theo ý đồ của chúng. Chúng kêu gọi hòa hợp dân tộc nhưng thực chất là rửa mặt cho giặc, ca ngợi lính ngụy và tiến tới sẽ thực hiện mưu đồ xét lại lịch sử. Xóa nhà chiến công, cào bằng giữa ta và giặc dưới ngôn từ mỹ miều là hòa hợp dân tộc. Hòa hợp là việc mà Đảng và nhà nước ta đã làm từ 45 năm nay chứ không phải bây giờ. Những người theo chế độ cũ sau khi được cải tạo đã trở về với dân tộc hòa mình cùng đại gia đình Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng bào ở hải ngoại đã trở về bên cội nguồn là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc dưới chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng ta. Tuy nhiên, lịch sử là lịch sử, không bao giờ có thể thay trắng đổi đen đánh đồng giữa ta và địch không thể lợi dụng bất kỳ lý do nào để được phép anh hùng ngồi cạnh tay sai, chính nhân ngồi chung mâm với tiểu nhân, đó là điều bất biến. Nói rằng 74 lính ngụy chết ở Hoàng Sa là đáng thương thì có thể chấp nhận, vì họ là sản phẩm của sự thỏa hiệp Mỹ Trung và Thiệu Kỳ. Bằng chứng là hạm đội 7 Hoa Kỳ gần đó nhưng không hề phát binh. Thiệu Kỳ được Mỹ hứa hẹn tăng viện trợ để ngăn bước chân của những người giải phóng quân và giải phóng miền Nam nên chúng tạo dựng ra vở kịch hèn hạ hà để rửa cái tội bán nước. Trận chiến chỉ diễn ra trong vòng 15 phút ngắn ngủi thì quân lực hạng tư với trang bị hiện đại đã bỏ chạy tán loạn như ông vỡ tổ. Ca ngợi công nhận ngụy chỉ là âm mưu nằm trong chiến lược diễn biến hòa bình của giặc. Việc trồm lên cắn vào lịch sử của chúng chắc chắn sẽ bị nhân dân ta nhận diện và đánh bại hoàn toàn. Liên xô sụp đổ là nỗi đau đoạn trường của những người cộng sản trên thế giới đảng và nhà nước ta sẽ sáng suốt để không bao giờ đi theo vết xe đổ của người đàn anh hòn đá tảng của chủ nghĩa xã hội. Những ai đang bị lợi dụng với luận điệu ve vuốt, chải chuốt của chúng thì nên tỉnh táo để dừng lại. Từ năm 1954 đến 1975, miền Nam trong đó có Hoàng Sa và Trường Sa thuộc quyền quản lý hợp pháp hợp hiến của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa bị Mỹ cướp. Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa dưới Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu được thành lập ngày 2 tháng 9 1945 trên cơ sở là một nước cùng với phe đồng minh đánh đổ chế độ phát xít. Thời điểm đó thì Pháp đã chạy, Nhật đã hàng và vua Bảo Đại đã thoái vị. Chúng ta đã giành chính quyền về tay nhân dân Việt Nam từ phát xít Nhật chứ chẳng phải là từ Pháp vì Pháp đã đầu hàng và dân nước Việt cho Nhật trước đó. Ngày 30 tháng 8 năm 1945, tại Lầu Ngọ Môn Huế diễn ra buổi lễ thoái vị của vua Bảo Đại vì vua cuối cùng của nhà Nguyễn đã trao hai vật tượng trưng cho vương quyền là chiếc ấn và thanh kiếm cho đại diện chính phủ lâm thời và Việt Minh để trở về làm dân của một nước độc lập. Như thế có nghĩa là Vương Triều Nhà Nguyễn kể từ khi Nguyễn Ánh lập nên năm 1802 đã chính thức chấm dứt vào ngày 30 tháng 8 1945 để trao quyền lãnh đạo đất nước lại cho Việt Minh. Vua Bảo Đại lúc đó vui vẻ và tự hào thà làm dân một nước độc lập còn hơn làm vua của một nước nô lệ chuyển giao quyền làm chủ đất nước một cách hòa bình, có trật tự, vua Bảo Đại nhận lời làm cố vấn cho chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Cách mạng tháng 8 long trời lỡ đất của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của đảng và chủ tịch Hồ Chí Minh đã giành thắng lợi rực rỡ. Nhân loại tiến bộ và yêu chuộng hòa bình trên thế giới và nhân dân Việt Nam, những con người đã chịu kiếp sống nô lệ ngay trên quê hương của mình gần 100 năm đã được chứng kiến giây phút huy hoàng của lịch sử dân tộc khi Hồ Chủ tịch đọc bản tuyên ngôn độc lập thai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945 và cũng từ đây trên còn cõi Việt Nam chỉ có duy nhất tồn tại có đủ tính chính danh chính nghĩa là chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa. Ngày 6 tháng 10 tháng 1 năm 1946, cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên đã diễn ra trong cả nước kể cả các vùng đang có chiến sự ở Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Ở Hà Nội, 91,95% cử tri của 74 khu nội thành và 118 làng ngoại thành đã đi bỏ phiếu trong không khí tràn đầy phấn khởi của ngày hội dân chủ. Kết quả, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trúng cử với số phiếu cao nhất 98,4%. Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của Việt Nam năm 1946 được tiến hành theo nguyên tắc dân chủ tiến bộ nhất, đó là phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín đã hoàn toàn thắng lợi. Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời Quốc hội đã cử ra chính phủ chính thức ấn định cho Việt Nam một hiến pháp dân chủ. Thắng lợi đó là một mốc son đánh dấu bước phát triển nhảy vọt đầu tiên về thể chế dân chủ của nước Việt Nam. Như thế có nghĩa là kể từ đây, nhân dân Việt Nam đã có chính phủ đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình. Bảo Đại trở mặt để tiếp tục theo chân pháp là lập nên cái gọi là quốc gia Việt Nam năm 1948, 8 chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa thời điểm đó đã ngay lập tức tuyên bố với thế giới rằng chỉ có chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là chính phủ hợp pháp duy nhất của toàn thể nhân dân Việt Nam. Còn chính phủ do Bảo Đại thành lập là bất hợp pháp bởi nó được lập nên mà không thông qua bầu cử toàn dân. Tuyên bố trên nhanh chóng nhận được sự ủng hộ khi vào ngày 18 tháng 1 1950, nước Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa và tiếp sau đó là Liên Xô công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ 7 tháng 5 1954, Hiệp định Geneva được ký kết và trong bản tuyên bố cuối cùng của Hội nghị Geneva ghi rõ cuộc tổng tuyển cử sẽ được tổ chức vào tháng 7 1956. Tuy nhiên, Ngô Đình Diệm được người Mỹ dựng lên và hất cẳng bảo đại để dựng nên cái gọi là nền đệ nhất Cộng Hòa vào năm 1955 và tồn tại đến năm 1963 thì bị người Mỹ bật đèn xanh cho Dương Văn Minh và đồng bọn đảo chính giết chết anh em Ngô Đình Diệm và lập cái gọi là đền đệ đề nhị cộng hòa thực chất thì cả quốc gia việt nam của bảo đại và cả việt nam cộng hòa sau này đều là sản phẩm của người pháp và người mỹ nghĩa là chúng chỉ là công cụ tay sai bán nước để phục vụ ý đồ xâm lược của họ việt nam cộng hòa không có thực quyền và thực tế thì họ không có quyền quyết định những vấn đề lớn mọi việc đều do người mỹ quyết định kể cả việc đưa ai làm tổng thống cho đến việc nhỏ hơn đều do một tay họ quyết định Chính vì đám bù nhìn tay sai Việt Nam Cộng Hòa không có quyền hành gì nên kể từ sau Hiệp định Genel 1954 thì ở miền Nam người Mỹ đã xâm lược chiếm quyền điều hành đất nước, chiếm lãnh thổ của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa từ vị tuyến 17 trở vào, trong đó có cả hai quần đảo là Trường Sa và Hoàng Sa. Về lý mà nói thì từ 1954 đến 1975 thì cả miền Nam Việt Nam trong đó có Hoàng Sa và Trường Sa đã bị người Mỹ cướp của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và năm 1974, Trung Quốc cướp lại Hoàng Sa trong tay Mỹ Ngụy. Trung Quốc là tên cướp của kẻ cướp, thực tế thì Hoàng Sa vẫn thuộc Việt Nam dân chủ cộng hòa, vì dù bị cướp đến hai lần nhưng rõ ràng là cái bị cướp vẫn thuộc về khổ chủ. Sau khi đất nước thống nhất thì đất nước ta đã lấy lại toàn bộ giang sơn của tổ tiên để lại từ tay của giặc. Vậy có lý nào lại đòi công nhận Việt Nam Cộng hòa, một tên tay sai bán nước là con rối của người Mỹ để được thụ đắc liên tục đó là lý luận của kẻ bất trí. Hoàng Sa và Trường Sa là của người Việt Nam, chân lý đó là muôn đời bất diệt. Chúng ta đang từng bước đấu tranh giành lại chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa bằng luật pháp quốc tế, bằng công ước năm 1982, kiên trì để lấy lại biển đảo và chủ quyền do tổ tiên để lại, chứ không phải là phải công nhận Việt Nam Cộng Hòa thì mới có lý để đòi lại Hoàng Sa. Từ những lẽ trên có thể khẳng định rằng việc một số kẻ cho rằng công nhận Việt Nam Cộng Hòa để có tính thủ đắc liên tục với hai quần đảo là Hoàng Sa và Trường Sa, công nhận 74 tên lính ngụy chết ở Hoàng Sa 1974 để hòa hợp dân tộc, chẳng qua chỉ là luận điệu mang trá, Hồng đánh cháo khái niệm về độc lập chủ quyền của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Hồng đòi cạo lông rửa mặt cho đám bù nhìn tay sai phản quốc ngụy tạc Sài Gòn đó thôi. Hãy tỉnh mộng đi, còn lâu mới lừa được nhân dân Việt Nam anh hùng.